Thưa quý vị, vòng sơ khảo hội thi dân vận khéo thành phố Hà Nội năm 2024, cụm thi số 4 đã diễn ra sôi nổi vào sáng nay tại huyện Phúc Thọ. Trong thời gian qua, các huyện, thị xã trong cụm thi số 4 bao gồm Ba Vì, Hoài Đức, Thạch Thất, Phúc Thọ, Quốc Oai, Đan Phượng và Sơn Tây đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hội thi sôi nổi từ các cấp cơ sở qua các vòng sơ khảo, trung khảo tại cấp mình để lựa chọn ra thành phần đội thi xuất sắc nhất tham dự vòng sơ khảo cấp thành phố. Các đội đã trải qua 3 phần thi là giới thiệu kiến thức về công tác dân vận và kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận. Thông qua việc tổ chức hội thi dân vận khéo nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô về vị trí, vai trò công tác dân vận. Hội thi cũng là dịp để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn về thực hiện công tác dân vận.